Quảng Ninh không chỉ khán giả quay cuồng tìm vé mời vào xem các trận đấu, nhất là các trận có đội tuyển nữ Việt Nam, mà ngay cả lãnh đạo, cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh cũng bị quay như trong chóng bởi các cuộc điện thoại suốt ngày đêm nhờ xin vé mời. Sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lọt vào đá trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 31 vào 21/5 trên sân vận động Cẩm Phả. Các cuộc gọi vào điện thoại của các lãnh đạo thành phố Cẩm Phả ngày càng dồn dập. Một lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cho biết, mỗi khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu, hàng ngày ông nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người quen, bạn bè nhờ xin vé mời vào xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Đặc biệt, sau khi đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào trận chung kết, từ sáng đến tận đêm khuya, điện thoại của ông luôn nóng máy bởi các cuộc gọi nhờ xin vé mời vào xem. Cũng rất đau đầu vì không giúp gì được bởi vé in bao nhiêu, phân bổ, phát như thế nào là do tỉnh quyết định. Nhiều người không hiểu thì trách móc nhưng cũng phải thông cảm thôi vì khán giả quá đông mà sân chỉ đủ cho khoảng 16.000 người. Vị này chia sẻ. Ngay cả các cán bộ cấp phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cũng liên tục nhận được các cuộc gọi của người thân. Bạn bè nhờ xin vé mời vào xem các trận đấu bóng đá nữ trên sân vận động Cẩm Phả. Theo thông báo, vé mời cũng sẽ được phát hành cho du khách qua sở du lịch nên lãnh đạo và cán bộ, nhân viên sở này cũng liên tục nhận được điện thoại của du khách khắp nơi hỏi xin vé. Do lượng khán giả đến sân quá đông nên từ trận tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Campuchia ở vòng loại vào tối 14 tháng 5, ban tổ chức đã quyết định phát vé mời vào sân vận động Cẩm Phả. Với tổng số vé là 14.500 vé. Số lượng vé mời phát hành được tính toán dựa trên sức chứa của sân trừ đi chỗ ngồi ở khu vực dành cho phóng viên, cổ động viên đội khách và khu vực dành cho đội bóng dự khán. Theo đó, vé mời được chuyển tới người hâm mộ, mở rộng tới các đối tượng như du khách, người có công, đoàn thể chính trị xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, khu công nghiệp và tập đoàn kinh tế trên địa bàn tỉnh. Việc phát hành giấy mời sẽ thông qua nhiều kênh như phát tập trung, phát qua chính quyền xã, phường và gửi cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm gửi giấy mời tới các bộ, ban, ngành trung ương. Sở Du lịch sẽ phát giấy mời cho các du khách tại một số địa điểm và các tỉnh bạn có nhu cầu về Quảng Ninh xem các trận bán kết. Tính chất quan trọng của trận bán kết đã khiến hai đội nhập cuộc đầy thận trọng, đặc biệt là U23 Malaysia. Đội bóng này chơi chủ động phòng ngự lùi sâu và nhường thế trận cho đoàn quân áo đỏ. Sau nửa hiệp đầu thi đấu bế tắc, U23 Việt Nam đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Phút 27, Mạnh Dũng chọc khe tinh tế cho Tiến Linh thoát xuống. Đối mặt với thủ môn Aziz Ghani, nhưng anh lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. U23 Malaysia tiếp tục phòng ngự số đông, cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và 90 phút đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Bước vào hiệp phụ, U23 Malaysia lúc này đã thấm mệt và không đủ sức đeo bám, mở ra cơ hội ghi bàn cho U23 Việt Nam. Song cũng phải đến phút thứ 111, khán giả trên sân Việt Trì mới được ăn mừng bàn thắng. Tiến Linh sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng cũng đã đưa được bóng vào lưới đối phương sau đường kiến tạo như đặt của Hùng Dũng. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Hải Dương đã đưa U23 Việt Nam giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. Trận đấu này khó khăn và các trận trước đó cũng vậy. Chúng tôi cũng có những áp lực vì đây là trận bán kết. Thật may khi các học trò đã vượt qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều sai số và cần phải khắc phục. Trận đấu này là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Dưới tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn khán giả. Trong tất cả các trận từ vòng bảng đến bây giờ, tôi cảm nhận được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ địa phương và của cả nước. Hôm nay, đá bán kết khó khăn, nhưng sự ủng hộ đã giúp ích nhiều cho các cầu thủ ở trên sân. Chúng tôi tự hào về các cầu thủ của mình ngày hôm nay. Họ đã chơi đầy nỗ lực và cố gắng hết sức trong 120 phút. U23 Malaysia chỉ có một ngày hồi phục thể lực cho trận bán kết nên cũng không được như mong muốn. SEA Games này là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của Malaysia. Tôi nghĩ đây là giải đấu thành công và là bước chuẩn bị tốt cho vòng chung kết U23 châu Á. Tôi sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ cho giải đấu đó và chờ đợi những cầu thủ chấn thương trở lại. Ở trận bán kết 1, U23 Thái Lan cũng đã vượt qua U23 Indonesia với một kịch bản tương tự khi bàn thắng duy nhất của Wirathep Phompan được ghi trong hiệp phụ. Như vậy, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 5 tới. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của chúng tôi trên Facebook mang tên vnews_truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa cho phép thí điểm nâng hạ cầu Nguyễn Văn Chối để phục vụ du lịch. Đây là cây cầu đường bộ lâu đời nhất bắc qua sông Hàn và là cây cầu thứ hai sau cầu quay sông Hàn được đưa vào khai thác cho du lịch. Cầu Nguyễn Văn Chối sẽ được thí điểm nâng hạ nhịp cầu trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và dịp lễ Tết bắt đầu từ tháng 6 tới. Người dân và du khách không được phép lên cầu trong suốt quá trình nâng hạ nhịp cầu để tránh nguy cơ mất an toàn. Đối với việc đi bộ trên cầu, cơ quan chức năng cũng giới hạn số lượng không quá 200 người trên một nhịp cầu và nghiêm cấm diễu hành trên cầu để đảm bảo an toàn cho công trình này. Cầu Nguyễn Văn Chối được quân đội Mỹ xây dựng năm 1965 với mục đích vận chuyển khí tài từ cảng Tiên Sa vào Đà Nẵng. Cầu có chiều dài hơn 500 m, rộng 10,5 m, gồm 14 nhịp dàn thép pony. Sau hàng loạt cây cầu hiện đại được xây dựng thì cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn này vẫn được Đà Nẵng giữ lại như một chứng tích lịch sử và điểm nhấn cảnh quan độc đáo. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều vụ trộm cắp, hủy hoại thiết bị cấu kiện công trình hạ tầng như cầu đường, lan can bảo vệ kênh rạch. Không chỉ gây thiệt hại cho công trình và làm mất mỹ quan đô thị, mà nạn trộm cắp này đang đem đến nhiều hiểm họa, đe dọa tới an toàn và tính mạng của người dân, nhất là trẻ em, trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng theo dõi phần phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Những miệng cống chống hoắc xuất hiện gần đây trên vỉa hè đường Tố Hữu, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức là những gì còn lại sau khi hàng loạt nắp cống bằng kim loại bị cạy lấy mất. Con đường đẹp giờ trở thành cái bẫy chết người khi người đi bộ có thể lọt chân xuống hố, gặp tai nạn nếu không chú ý, nhất là vào buổi tối hay trời mưa. Những cái miệng hố bị mất nắp chắn bảo vệ với cái bề ngang 1m và sâu 1,5m như thế này sẽ vô tình trở thành các cái bẫy tử thần đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khi thành phố đã chính thức bước vào mùa mưa. Còn đây là hiện trường vụ tai nạn thương tâm khi hai anh em ruột 6 và 4 tuổi bị đuối nước thiệt mạng tại kênh nước ở phường Thạnh Xuân, quận 12 vào đầu tháng 5 này. Hai bé được cho là đã ngã xuống kênh khi nô đùa, ngay tại vị trí hàn lan can bị khuyết một đoạn dài khoảng 1,5m, nghi do bị tháo trộm. Các cái giá trị của các cái cấu kiện này nó không lớn. Tuy nhiên cái hậu quả mang lại có thể là liên quan đến tài sản và tính mạng của người dân. Cũng mong muốn là người dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác, kịp thời thông tin các cái trường hợp mà lấy cắp các cái cấu kiện này để cơ quan nhà nước kịp thời xử lý. Mới đây cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh cũng bị kẻ gian cậy trộm hơn 40 nắp chắn rác bằng kim loại để bán ve chai kiếm tiền tiêu xài. Kênh nước đen vừa cải tạo nâng cấp cũng bị mất trộm nhiều khung lan can sắt. Nạn trộm cắp, hủy hoại công trình làm xuất hiện nhiều hố tử thần, khoảng hở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, nhất là trẻ em, và còn làm mất mỹ quan đô thị. Hiểm họa này rất cần được ngăn chặn sớm. Mất cống này thì thấy quá đáng, thì cũng như nhờ chính quyền địa phương xem xét cái vụ này lại, giải quyết lòng lề đường khi người đi bộ người ta không để ý có thể bị gây tai nạn. Tôi cũng sẽ làm việc với lại các đơn vị mà thuộc thẩm quyền quản lý trên đây để có cái giải pháp lâu dài, căn cơ, đề nghị cái ngành công an đó là có cái giải pháp để mà xử lý. Hành vi của các đối tượng trộm cắp tuy trước mắt gây thiệt hại không lớn về mặt kinh tế, nhưng hệ lụy khôn lường cho sự an toàn và tính mạng của người dân cũng như sự an toàn lâu dài của cả công trình. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra công trình, xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố, cơ quan chức năng, ngành công an cũng cần xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi trộm cắp, hủy hoại công trình để tạo sức răn đe, ngăn chặn tệ nạn này.